Trưa 28 tháng 9, cả làng giải trí Việt không khỏi bàng hoàng và xót xa trước tin Phi Nhung qua đời sau gần 2 tháng điều trị Covid-19. Nữ ca sĩ ra đi để lại niềm thương xót vô hạn cho biết bao bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Đặc biệt, nghĩ đến đàn con mà Phi Nhung nhận nuôi một lần nữa lâm cảnh mồ côi mà bao người đã trào dâng nước mắt. Vừa xong, Việt Hương và luật sư công bố bạn di chúc theo nguyện vọng của Phi Nhung sẽ để lại toàn bộ tài sản cho con ruột và con nuôi. Trọng cùng tin tức mới nhất trong ngày. Hôm nay Phi Nhung chính thức công bố sẽ để lại toàn bộ tài sản cho con gái ruột và cả con nuôi của ca sĩ Phi Nhung nhiễm Covid-19 hiện đang được điều trị tình hình đất nguy bách tại khu D, bệnh viện trợ Rậy thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn tin từ bệnh viện trợ Rậy cập nhật chia sẻ với chúng tôi, hẹn Phi Nhung vẫn đang hôn mê sâu, phổi đã khá hơn nhưng cô vẫn phải dùng máy thở và lọc máu từ khi nhập viện. Bên cạnh đó, trao đổi với người thân và sự đồng ý của cô, cô chính thức công bố gì trước. Sẽ để lại toàn bộ tài sản cho chính con gái ruột và lẫn con nuôi của mình. Nữ ca sĩ đã chạy lòng với áp lực nuôi dạy các con và sự biến đổi tâm lý dẫn đến ghen tị nhau giữa các con nuôi. Bên cạnh đó, cô cũng nhắc về người bố của con gái ruột một cách thoải mái. Anh làm nhưng cách tôi dạy con từ nhỏ đến lớn, đã vào khuôn khổ thôi. Nên đâu vào đâu, hết tôi rất khó tính với bản thân. Suốt những ngày gần đây, người hâm mộ và dàn sao Việt vô cùng lo lắng cho sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung. Đang nói mới đây, ca sĩ Tracy Phương Trinh còn nghẹn ngào chia sẻ tin buồn từ Wendy, con gái nữ ca sĩ. Con bé bảo tôi rằng tình trạng sức khỏe của Phi Nhung đang trở nặng, bác sĩ nói với con gái Phi Nhung rằng gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Tôi nghe xong tin đó cảm thấy vô cùng hụt hẫng, chán nản. Giữa lúc mẹ ruột đang nguy kịch, lại bị các bác sĩ khuyên nên chuẩn bị tinh thần. Wendy không khỏi lo lắng, bất an. Từ nước Mỹ xa xôi, cô đã chia sẻ lại hình ảnh của mẹ trên trang cá nhân. Đính kèm chú thích, My Beautiful Mother, người mẹ xinh đẹp của tôi, bên dưới bài đăng. Rất nhiều dân mạng và bạn bè đã gửi lời chúc sức khỏe tới Phi Nhung. Diễn viên Gia Bảo cũng nhắn nhủ, trơn an Wendy, mẹ chắc chắn khỏe em nhé. Động thái của con gái Phi Nhung giữa thông tin mẹ trở nặng, Gia Bảo nói một câu nghe ấm lòng. Giữa lúc bác sĩ khuyên nên chuẩn bị tinh thần, con gái Phi Nhung đã chia sẻ hình ảnh của mẹ lên trang cá nhân. đồng thái của con gái Phi Nhung dựa thông tin mẹ trở nặng, Gia Bảo nói một câu nghe ấm lòng. Diễn viên Gia Bảo vào nhiều bạn bè, đồng nghiệp đang cầu bình an cho nữ ca sĩ Phi Nhung. Ngày 23 tháng 9, Cam Thơ đã đăng clip trò chuyện cùng ca sĩ Tracy Phương Trinh. Theo đó, vợ cụ Bằng Kiếu cho biết cô đang suy sụp vì tình hình của Phi Nhung ngày càng diễn biến xấu đi. Tuy nhiên, cô vẫn đang hy vọng, chờ đợi một phép màu xảy đến với một người bạn thân thiết của mình. Nguyên một ngày người tôi cứ bần thần, không làm được gì hết. Cứ mỗi lần nghĩ đến Phi Nhung, nước mắt tôi lại ướt đậm, lông mi rớt ra, phải gắn lại hai ba lần liền. Bác sĩ nói gia đình chuẩn bị tinh thần đi, là hết cách rồi còn gì nữa, đâu còn gì để nói. Tôi chỉ đang mong chờ một phép lạ nào đó xảy ra thôi, Tracy Phương Trinh tâm sự. Con gái Phi Nhung đang vô cùng lo lắng vì không thể về Việt Nam ở bên cạnh mẹ lúc này. Cô vẫn đang từng giờ từng phút hướng về người mẹ thân yêu của mình. bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo